Đây là anh Long Dân đến từ nơi đông dân. Anh ca cảm thấy nơi đông dân rất là ngọt nên anh ta về quê, anh ta quyết định trở thành nông dân. Nông dân có gì khác nông dân, các chữ đời với dư nợ đó mà. Chơi thôi, cái chỗ nông dân thì không, thường là không có nông dân, mà chỗ nông dân thường là không có nông dân vậy đó.